Ngoài việc dùng thuốc thì ăn đúng thực phẩm cũng hỗ trợ điều trị bệnh cảm cúm sổ mũi hiệu quả. Hãy cùng tham khảo 7 món ăn trị sổ mũi cảm cúm tốt và hiệu quả nhất nhé. Cháo bạc hà với tính chất thanh mát và kháng khuẩn, bạc hà có tác dụng giải cảm và trị sổ mũi rất tốt. Chỉ cần dùng một ít bạc hà xoay nhỏ và nấu cùng gạo làm thành món cháo bạc hà, sau đó ăn mỗi ngày một lần từ 2 đến 3 ngày là giảm ngay triệu chứng cảm cúm khó chịu. Cháo gà, món cháo gà hoặc canh gà cũng phòng chống và chữa trị bệnh cảm cúm hiệu quả. Thịt gà có hàm lượng axit amin thiết yếu giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và giảm các đợt tấn công của virus cảm cúm. Canh củ cải trắng nấu gần, khi dùng món canh củ cải trắng nấu gần mỗi ngày 1 đến 2 lần sẽ giảm đi các triệu chứng bệnh cảm cúm. Bạn có thể nấu canh cải ít đường nâu để dễ ăn hơn. Đây cũng là món ăn dân gian giải cảm và sổ mũi rất công hiệu. Sữa ấm, uống sữa ấm giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất và dễ tiêu hóa khi cơ thể yếu. Dưỡng chất của sữa sẽ tăng cường hệ miễn dịch, giúp bạn chống lại sự khó chịu của cảm cúm, đồng thời nhiệt độ ấm áp không làm mũi bị lạnh. Nước ấm, khi bị cảm cúm và sổ mũi thì tốt nhất mà nên uống nước ấm. Nước ấm sẽ làm giảm bớt đờm trong cổ họng và giảm căng thẳng niêm mạc hô hấp. Ngoài ra, nếu bạn bị đau dạ dày có thể pha chút đường vào nước ấm sau khi dùng thuốc để tránh tác dụng thuốc quá mạnh gây sốt dạ dày. Nước chanh xả gân, pha chế nước chanh cùng xả và gân cùng một ít đường phèn cũng là thức ăn giải cảm hiệu quả. Vitamin C trong chanh sẽ tăng cường sức đề kháng chống virus cảm, đồng thời vị nồng ấm của gân xả sẽ giữ ấm cơ thể bạn. Trà gân là thức uống hiệu quả chống lại triệu chứng sổ mũi và cảm cúm. Bạn nên dùng nước gân pha chút đường nâu trong vòng 3 ngày liên tục để giảm các triệu chứng khó chịu cảm cúm. Trong trà và gừng đều có chứa các vitamin, khoáng chất dồi dào giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, thông đường hô hấp và giảm đờm